hãy lắp ráp một đoàn tàu nhỏ. Đéo bộ phận của đoàn tàu. Ồ, đoàn tàu của bạn trông rất tuyệt. Hãy bắt đầu nào. Chào mừng đến với đoàn tàu Babyverse. Mình là thuyền trưởng của bạn Kiki. Đoàn tàu sắp bắt đầu khởi hành. Hãy bắt đầu nào. Chuyện hàng hóa, hãy chất hàng hóa lên thôi. Chúng ta đã đến trạm vận chuyển hàng hóa, hãy chất hàng hóa lên tàu nào. Bạn thật tuyệt vời, hãy đi tiếp nào. Nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, hãy đi đến trạm tiếp theo. Chúng ta đã đến ga hành khách, hãy giúp hành khách lên tàu nào. Lên đoàn tàu nhỏ bé Baby Bus. Đây là vé của mình. Những món đồ bị cấm sẽ không thể được mang lên pháo. Bật lửa. Cảm ơn bạn. Đây là vé của mình. Những món đồ bị cấm sẽ không thể được múa. Dao. Cảm ơn bạn. Đấy là vé tàu của mình. Những món đồ bị cấm sẽ không thể được mang. Dao. Kéo. Cảm ơn bạn. Lên tàu rồi, tiếp tục thôi. Có một vết nứt trên đường dây phía trước, hãy sửa đường dây. Không đủ than, hãy cho thêm than lên tàu. Bạn thật tuyệt vời, hãy đi tiếp nào. Đoàn tàu đã được bảo dưỡng, hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Cáp đang làm cản đường, hãy làm sạch đường dây.
tục đi thôi. Chúng ta đã đến ga hành khách, hãy giúp hành khách lên tàu nào. Chúng ta đã đến ga hành khách, hãy giúp hành khách xuống tàu nào. Hi. Hi. Đóng dấu vé tàu. Đây là vali của mình. Tạm biệt đoàn tàu nhỏ bé Baby Bus. Đóng dấu vé tàu. Đây là vali của mình. Tạm biệt đoàn tàu nhỏ bé Baby Bus. Xin chào, chúng tớ chuẩn bị lên đoàn tàu nhỏ bé Baby Bus. Đây là bé của mình. Những món đồ bị cắm sẽ không thể được mặc. Búa, dao. Cảm ơn bạn. Đây là bé của mình. Những món đồ bị cắm sẽ không thể được mặc. Búa, kéo. Cảm ơn bạn. Hành khách đã lên tàu rồi, tiếp tục thôi. Số con cừu đang đứng trên đường dây tàu, hãy đuổi chúng đi. Tuyệt vời, hãy đi tiếp nào. Chúng ta đã đến trạm vận chuyển hàng hóa. Hãy chất hàng hóa lên thôi. Mình cần cái này. Cảm ơn bạn. Di chuyển cần cầu. Cảm ơn bạn. Di chuyển cần cầu. Cảm ơn bạn. Bạn thật tuyệt vời, hãy đi tiếp nào. Đã hoàn thành nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, hãy đi đến trạm tiếp theo. Bạn đã đến ga cuối cùng. Đây là món quà dành cho bạn. Hãy nhìn kìa. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một bộ phận mới của đoàn tàu hỏa. Hãy xây dựng đoàn tàu ngay bây giờ. Hãy lắp ráp một đoàn tàu nhỏ. Bạn đã nhận được một bộ phận mới của đoàn tàu hỏa. Đoàn tàu của bạn trông rất tuyệt, hãy bắt đầu nào. Chào mừng đến với đoàn tàu Baby Bus, mình là thuyền trưởng của bạn Kiki. Đoàn tàu sắp bắt đầu khởi hành, hãy bắt đầu nào.